Chào các em, đoạn phim hoạt hình vừa rồi rất là dễ thương đúng không nào? Nó như là một lời giới thiệu của cô về tên của bài tập đọc ngày hôm nay. Một chuyên gia máy xúc. Các em thân mến, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thì nhân dân ta đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các nước trên thế giới. Các chuyên gia Liên Xô đã hỗ trợ giúp đỡ ta xây dựng các công trình lớn như cầu Thăng Long, nhà máy thủy điện Hòa Bình. Và bài tập đọc Một chuyên gia máy xúc sẽ cho các em cảm nhận được tình hữu nghị giữa nhân dân ta và chuyên gia máy xúc Liên Xô. Trước khi bước vào bài học mới, chúng ta cùng xem những hình ảnh sau đây. Đây là cầu Thăng Long. Đây là thủy điện Hòa Bình. Hai công trình lớn này là hai công trình mà chúng ta được các chuyên gia Liên Xô hỗ trợ để xây dựng đó các em. Và đây, các em biết là gì không nào? À, đó là những chiếc máy xúc. Ở bất kỳ công trình nào, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chúng đúng không? Bởi vì đây là công cụ để công trình chúng ta được hoàn thành một cách tốt đẹp đó. Các em ơi, bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta gồm 3 phần. Phần thứ nhất là luyện đọc, phần thứ hai là tìm hiểu bài và phần thứ ba là đọc diễn cảm. Nào, bây giờ cô và các em hãy bước qua hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Bây giờ các em hãy lắng nghe bài đọc của cô nha. Một chuyên gia máy xúc. Đó là một buổi sáng đầu xuân, trời đẹp, gió nhẹ và hơi lạnh, ánh nắng ban mai nhạt loãng, rải trên một vùng đất đỏ công trường, tạo nên một hòa sắc êm dịu. Chiếc máy xúc của tôi hối hả điểm tâm những gầu chắc và đầy. Chợt lúc quay ra, qua khung cửa kính buồng máy, tôi nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảnh nắng. Tôi đã từng gặp nhiều người ngoại quốc đến tham quan công trường, nhưng người ngoại quốc này có một vẻ gì nổi bật lên, khác hẳn các khách tham quan khác. Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khỏe, khuôn mặt to chất phác, tất cả gợi lên ngay từ phút đầu những nét giản dị, thân mật. Đoàn xe tải lần lượt ra khỏi công trường, tôi cho máy xúc vun đất xong đâu vào đấy, hạ tay gầu rồi nhảy ra khỏi buồng lái. Anh phiên dịch giới thiệu: đồng chí Alexei, chuyên gia máy xúc. Alexei nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và xanh, mỉm cười hỏi: đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi? Tính đến nay là năm thứ 11, tôi đáp. Thế là Alexei đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra, nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi, lắc mạnh và nói: chúng mình là đồng nghiệp đấy, đồng chí Thủy ạ. Cuộc tiếp xúc thân mật ấy đã mở đầu cho tình bạn thấm thiết giữa tôi và Alexei theo Hồng Thủy. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại bài đọc và cho biết bài đọc gồm mấy đoạn, đó là những đoạn nào. Cô tin rằng các em đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không nào? Bây giờ hãy cùng so sánh với cô nha. Bài đọc được chia làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đó là cho đến hòa sắc êm dịu. Đoạn thứ hai,
chiếc máy xúc cho tới thân mật. Đoạn thứ ba, từ đoàn xe tải cho đến chuyên gia máy xúc. Và đoạn thứ tư là Alexei đến tôi và Alexei. Để giúp các em hiểu thêm nội dung của bài học, chúng ta cùng qua hoạt động giải nghĩa từ nhé các em. Công trường là nơi tập trung người, dụng cụ, máy móc để thực hiện việc xây dựng hoặc khai thác. Hòa sắc là sự phối hợp màu sắc. Điểm tâm là ăn lót dạ. Chất phác có nghĩa là những người thật thà, mộc mạc. Phiên dịch là dịch từ ngôn ngữ dân tộc này sang ngôn ngữ dân tộc khác. Chuyên gia ở đây chỉ cán bộ kỹ thuật nước ngoài sang giúp nước ta. Đồng nghiệp là những người có cùng làm một nghề. Các em ơi, trong bài đọc này có một vài từ khó. Nào, chúng ta cùng luyện đọc nha. Nhạc loãng, hòa sắc, gầu, Alexei, đôi mắt sâu và xanh. Cô tin rằng các bạn học sinh lớp 5 của cô đã luyện đọc rất là tốt rồi, đúng không nào? Các em ơi, trong bài đọc này, ngoài những từ khó đọc ra thì có những câu khá là dài. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc những câu ấy nhé. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ đọc như thế này. Ánh nắng ban mai nhạt loãng, rải trên vùng đất đỏ công trường, tạo nên một hòa sắc êm dịu. Và ở câu thứ hai, chúng ta sẽ đọc như sau. Thế là Alexei đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra, nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi, lắc mạnh và nói. Các em ơi, sau khi đã được rèn đọc từ khó và câu dài, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc từng đoạn. Và khi đã đọc tốt từng đoạn rồi, các em hãy đọc toàn bài nha. Cô tin rằng các bạn học sinh của cô sẽ thực hiện tốt hoạt động này. Bằng sự nỗ lực của mình, cô tin rằng các bạn học sinh của cô đã có thể đọc trôi chảy bài Một chuyên gia máy xúc rồi, đúng không nào? Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện hoạt động 2, đó là tìm hiểu bài. Nào, bây giờ chuyến tàu tri thức sẽ đưa chúng ta đến câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 đó là anh Thủy gặp anh Alexei ở đâu? Bây giờ chúng ta hãy đọc đoạn 1 và suy nghĩ câu trả lời nhé các em. Chắc là các em đã suy nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi số 1 rồi đúng không? Đúng rồi đó các em. Hai anh gặp nhau ở công trường xây dựng vào một buổi sáng đẹp trời mùa xuân. Bởi vì hai anh có cùng chung công việc, đó là lái máy xúc. Cô chúc mừng các bạn học sinh đã trả lời đúng câu số 1 nha. Các bạn thật là giỏi đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời câu hỏi thứ 2. Dáng vẻ của anh Alexei có gì đặc biệt khiến anh Thủy chú ý? Bây giờ các bạn hãy đọc đoạn 2 và suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi trên nha. Các em đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi chưa nào? Bây giờ các em hãy cùng so sánh câu trả lời với cô nha. Anh Alexei có vóc người cao lớn, mái tóc vàng óng ẩn lên như một mảng nắng. Thân hình thì chắc và khỏe với bộ quần áo xanh màu công nhân, khuôn mặt to, chất phác. Tất cả những chi tiết ấy đã gợi lên trong anh Thủy ấn tượng về anh Alexei từ những phút đầu ở nét giản dị và thân mật. Cô chúc mừng các bạn đã vượt qua hai câu hỏi của bài đọc ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ ba. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Câu hỏi thứ ba đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào?
Bây giờ chúng ta hãy đọc lại đoạn 3 và đoạn 4 để suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này nha. Cô tin rằng các bạn học sinh của cô đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi rồi, đúng không nào? Đúng rồi đó các em. Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra cởi mở, thân thiện và hữu nghị. Cả hai đã nhìn nhau với ánh mắt đầy thiện cảm. Họ bắt tay nhau bằng đôi tay dính đầy dầu mỡ. Em ơi, trong tích tắc chúng ta đã vượt qua hết ba câu hỏi của bài đọc rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến câu hỏi số 4. Các em cố gắng lên nha. Câu hỏi số 4 đó là: chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất? Vì sao? Bây giờ chúng ta hãy đọc thầm lại bài đọc và suy nghĩ câu hỏi nha. Trong bài đọc này có rất nhiều những chi tiết đáng nhớ đúng không các em? Đó có thể là hình ảnh anh Alexei bắt tay với anh Thủy khi tay anh Thủy đang dính đầy dầu mỡ, hay là lời nói của anh Alexei: chúng ta là đồng nghiệp đấy, anh Thủy ạ. Hoặc là chúng ta sẽ nhớ cách ăn mặc giản dị và gần gũi Alexei khi đến công trường với bộ quần áo màu xanh công nhân. Và rất nhiều những chi tiết khác. Các bạn hãy suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này nha. Cô chúc mừng các em đã trả lời xong 4 câu hỏi của bài đọc. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại toàn bài một lần nữa trước khi bước qua hoạt động tiếp theo nha các em. Các em ơi, như vậy là chúng ta đã thực hiện qua hai hoạt động của bài đọc rồi. Đó chính là luyện đọc và tìm hiểu bài. Chỉ còn một hoạt động cuối nữa thôi, các em cố gắng lên nha. Hoạt động cuối cùng của mình đó chính là đọc diễn cảm. Để đọc diễn cảm được bài đọc này, các em cần phải đọc trôi chảy và lưu loát. Đồng thời, bài đọc cũng phải thể hiện được tình cảm chân thành của anh Alexei và anh Thủy, qua đó ca ngợi vẻ đẹp của tình hữu nghị các dân tộc, nha các em. Sau khi chúng ta đọc diễn cảm xong, cô và các em hãy cùng tham gia cuộc thi thi đọc diễn cảm một chuyên gia máy xúc. Nếu các em đọc cho ba mẹ, anh chị của các em nghe và cả gia đình đều khen rằng em có giọng đọc thật diễn cảm, như vậy em đã thắng cuộc thi này rồi đó. Cô tin rằng các em làm được đúng không nào? Các em ơi, bài đọc đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta hãy củng cố lại nội dung bài đọc nha. Anh Alexei và anh Thủy đã gặp nhau vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời ở công trường nơi mà anh Thủy đang điều khiển máy xúc. Lý do mà họ gặp gỡ với nhau đó là bởi vì họ có cùng chung công việc, đó là điều khiển máy xúc. Và qua bài đọc, chúng ta thấy rằng một chuyên gia Liên Xô và nhân dân Liên Xô luôn kề vai sát cánh với nhân dân ta trong việc xây dựng đất nước. Với hình ảnh anh Alexei, một người với dáng vẻ bên ngoài của người lao động, khuôn mặt chất phác đã gợi ngay lên từ phút đầu nét giản dị và thân mật. Tình cảm của anh Alexei và anh Thủy đó là một tình cảm chân thành và qua đó cũng ca ngợi vẻ đẹp của tình hữu nghị các dân tộc. Em ơi, sau khi trải qua ba hoạt động của bài tập đọc, bây giờ chúng ta hãy điểm lại xem điều mà em đã học được và làm được là gì. Nếu em đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn và cả bài một cách trôi chảy và lưu loát, phát âm đúng tên người nước ngoài thì các em đã đạt được mức độ tốt và được một hai mặt cười. Nếu các em còn đọc vắt một vài chỗ và chưa phát âm đúng tên người nước ngoài thì các em đạt ở mức độ đạt. Và nếu các em còn đọc sai nhiều chỗ thì các em cần cố gắng luyện đọc nhiều hơn nữa nha. Nếu các em hiểu các từ ngữ trong bài và diễn biến của câu chuyện như vậy, các em đã ở mức độ tốt và được một hai mặt cười. Nếu các em hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài
nhưng vẫn chưa nắm được diễn biến của câu chuyện và trả lời sai một hoặc hai câu trong phần tìm hiểu bài. Như vậy các em ở mức độ đạt. Nếu các em vẫn chưa hiểu được diễn biến của câu chuyện thì các em cần cố gắng và xem lại bài của mình nha. Nếu các em hiểu ý nghĩa của bài tập đọc thì các em đạt ở mức độ tốt. Nếu các em chưa hiểu được ý nghĩa của bài tập đọc, hãy cố gắng xem lại clip và suy nghĩ thêm ý nghĩa của bài nhé các em. Cô tin rằng các bạn học sinh lớp 5 của cô luôn cố gắng nỗ lực để đạt được 3 hoa điểm 10 của các cô, đúng không nào? Các em ơi, bài tập đọc đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và giữ sức khỏe mùa dịch nha các em. Mong gặp các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Ngày đọc này là của chúng mình.